Thúy Ngân và anh Tuấn xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên Từng Cây Số phát sóng lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022, trong ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, hội nghị kết nối trực tuyến tới trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang thăm chúc Tết các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Khu du lịch Rừng Tràm Tân Tiến, nơi lý tưởng dành cho những ai có sở thích khám phá và hòa cùng thiên nhiên. Liên quan đến vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai, nguyên giám đốc Bệnh viện Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên tổ chức đoàn đến thăm và chúc Tết các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Long Xuyên nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đến thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất nhập khẩu Đức Thành, ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Giang chia sẻ những khó khăn vất vả đối với ban lãnh đạo công ty và toàn thể đoàn viên công nhân lao động trong năm qua. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng ban lãnh đạo công ty, ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công nhân người lao động, đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã trao 20 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt cho đoàn viên công nhân người lao động công ty có hoàn cảnh khó khăn. Ban chấp hành công ty cũng đã trao 20 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên cũng đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang cũng vừa đến thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động một số công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết trường tiểu học quốc tế GIS, Viettel An Giang, cơ sở sản xuất nước tương Hương Sen, cơ sở sản xuất trà cà phê Lâm Chấn Ngâu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An Giang và công ty dược phẩm Agimes Farm. Ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, nhưng vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn các công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, giành nhiều thành công trong năm mới, đồng thời khẳng định Hiệp hội sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm vừa đến thăm và chúc Tết ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Antaco. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc công ty thời gian qua luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mong muốn công ty tiếp tục hỗ trợ địa phương chỉnh trang hạ tầng, xây dựng cầu đường nông thôn, duy trì nguồn học bổng hàng năm cho học sinh sinh viên và các hoạt động an sinh xã hội khác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo công ty, công nhân và người lao động hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức cùng đoàn công tác cũng vừa đến thăm và chúc Tết công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang, nhà máy Mỹ An Antesco, xã Mỹ An và công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Tấn Dương, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới. Tại mỗi đơn vị, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đã thăm hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, mong muốn doanh nghiệp sẽ vượt qua khó khăn và đồng hành cùng với địa phương, gắn kết với người nông dân, tạo điều kiện để người dân lao động sản xuất, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chúc các doanh nghiệp hưởng một mùa xuân hạnh phúc, an lành. Đoàn công tác Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc cũng như tổ chức đoàn đến thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 511, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang, gia đình chính sách và tổ chức tôn giáo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Văn Bảo đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh đóng trên địa bàn. Đồng chí mong rằng thời gian tới, cán bộ lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới. Duy trì kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra dịp nhập cảnh trái phép, buôn lậu, giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Đến thăm chúc Tết các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc chúc các vị chức sắc, các doanh nghiệp đón xuân mới an lành, hạnh phúc. Mong muốn các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
đồng thời thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu tại phường Vĩnh Ngân. Thưa quý vị, thời điểm này trên nhiều tuyến đường của thành phố Long Xuyên, đủ loại hoa cây cảnh đua nhau khoe sắc rực rỡ, làm không khí mùa xuân càng rộn ràng hơn. Và chợ hoa xuân là một trong nét đẹp mỗi khi Tết đến xuân về. Năm nay mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng không khí tại chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố Long Xuyên vẫn nhộn nhịp nhiều sắc màu, cả người bán người mua đều khá phấn khởi dù không rộn ràng sôi nổi bằng những năm trước. Bởi lẽ dạo chợ hoa xuân, lựa chọn những chậu hoa tươi tắn để đón Tết cũng là cách mà mọi người, mọi nhà gửi gắm thêm niềm tin vào một năm mới với những điều tốt đẹp hơn. Không khí những ngày đầu tại chợ hoa xuân bắt đầu nhộn nhịp, các loại hoa Tết bày bán tràn ngập, tạo nên không gian đa sắc màu, mang không khí Tết đến thật gần. Theo các nhà vườn cho biết, hầu hết người trồng hoa Tết năm nay ai cũng giảm số lượng. Vì vào thời điểm dịch bệnh, việc đi lại bị hạn chế nên mua giống nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Giá vật tư tăng cao hơn so với những năm trước. Dù vậy, các loại hoa Tết năm nay khá đa dạng, từ loại thường cho đến loại giá trị cao, giá bán hầu như tương đương với mọi năm. Mỗi loại có giá dao động từ vài chục ngàn đồng cho đến vài triệu đồng đối với các loại hoa tầm trung. Điển hình như hoa cúc, hoa lan, sen đá, bách hợp, màu gà có giá khoảng 50.000 đến 200.000 đồng một chậu tùy vào lớn nhỏ. Các loại hoa công nghệ như hướng dương, cúc pha lê, đồng tiền có giá từ 250.000 đồng đến 5 triệu đồng một cặp. Năm nay, người dân đi mua hoa không đông như những năm trước, phần vì e dè dịch bệnh, phần vì kinh tế khó khăn. So với năm rồi thì chợ hoa năm nay thì nó không bằng mấy năm trước, nhưng mà hoa thì cũng đầy đủ hết, nhưng mà người mua thì lại hơi giảm ít. Thành thử ra vì tình hình kinh tế Covid người ta làm ăn cũng không bằng như mấy năm trước, thua sút. Nên nó hơi vắng, tôi cũng lại mua để mà cho Tết trên nhà cửa cho nó vui vẻ chút xíu. Dịch bệnh khiến thói quen mua sắm của người dân thay đổi. Một số người tranh thủ mua sớm hơn để khỏi chen lấn và ít mặc cả. Hỏi được giá là mua liền. Nhìn chung, thị trường qua Tết năm nay sức mua chậm hơn mọi năm. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những ngày đầu chợ hoa xuân hoạt động. Hầu hết mọi người còn đang tất bật hoàn thành các công việc cuối năm, nên chưa có thời gian đến chợ lựa chọn. Hy vọng rằng thời điểm cận Tết, sức mua sẽ tăng hơn để người mua và người bán cùng hưởng cái Tết vui vẻ và trọn vẹn hơn. Thực ra thì để mong muốn một cái mùa xuân thật là sung túc thì cái người bán cũng mong muốn được bán rất là được nhiều hàng cho cái người mua đem về, họ đem mùa xuân về khắp mọi nhà của họ. Thì đó là cái niềm vui của người bán cũng như niềm vui của người mua, vẫn mong muốn bán được hàng nhiều hơn. Về việc phòng chống dịch theo cái Bộ Y tế của mình thì ở đây người bán cũng vẫn là đeo khẩu trang suốt, và khi khách vào thì khi khách không đeo khẩu trang sẽ nhắc nhở khách đeo khẩu trang khi mình tiếp xúc. Khi chợ hoa xuân bắt đầu mở bán cũng là thời điểm mở đầu tạo không khí rộn ràng mùa xuân mới. Những ngày cận Tết cũng là thời điểm người dân đi mua sắm tham quan nhiều, nên những biện pháp phòng dịch Covid-19 cần được ưu tiên hơn bao giờ hết. Mọi người không nên chủ quan lơ là để vừa đón Tết vui tươi, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức khánh thành công trình cầu dây dăn Điện Biên Phủ. Đây là công trình chào mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Cầu bắc qua kênh 8000 kết nối thị trấn Tri Tôn và xã Châu Lăng. Cầu có chiều dài 56m, ngang 2,5m, trụ bằng bê tông cốt thép, khung dàn cầu, bề mặt và lăng can cầu bằng thép. Ngoài ra, huyện còn đầu tư công viên đường Điện Biên Phủ với diện tích 1.000m², tổng vốn đầu tư trên 4,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa 1 tỷ 380 triệu đồng, phần còn lại là ngân sách huyện. Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, công trình giao thông, tạo diện mạo mới cho huyện, thu hút khách đến tham quan du lịch, nâng cao đời sống nhân dân. Hôm qua, Thiền viện Trúc Lâm An Giang phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành công trình nhà bếp Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Sau gần một năm thi công, công trình nhà bếp Thiền viện Trúc Lâm An Giang đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính với tổng diện tích là 406m², ngang 14m, dài 29m. Nhà bếp được bố trí đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng để tổ chức nấu ăn. Tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ 410 triệu đồng do các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương tự nguyện đóng góp. Công trình đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Phật tử, bà con nhân dân khi dừng chân nơi đây, góp phần phục vụ tốt hơn những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho các Phật tử và khách thập phương gần xa. Ban chỉ đạo 24 huyện An Phú vừa tổ chức chi trả trợ cấp
một lần theo quyết định số 49, 62, 142 và 290 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng nguyên là dân công hỏa tuyến, quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã xuất ngũ về địa phương nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại đợt chi trả lần này, trên địa bàn huyện An Phú có 222 đối tượng được hưởng theo quyết định 49, 62, 142, 290 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền chi trả hơn 587 triệu đồng. Sau khi nhận chế độ trợ cấp một lần, các đối tượng thụ hưởng còn được hướng dẫn các thủ tục làm thẻ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, nhằm phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu khách du lịch khi về với An Giang, từ tháng 6 năm 2021, tại An Giang đã xuất hiện thêm mô hình du lịch sinh thái mới tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn với hứa hẹn sẽ thu hút được khách tìm đến tham quan và trải nghiệm. Với lợi thế giao thông thuận tiện và nơi đây còn giữ nguyên nét thiên nhiên, do đó khu du lịch rừng tràm Tân Tuyến sẽ là nơi lý tưởng dành cho những ai có sở thích khám phá và qua cùng thiên nhiên. Du khách đến với khu du lịch rừng tràm sinh thái Tân Tuyến sẽ được trải nghiệm khám phá hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại chim, cò, cá đồng, các loại thực vật thiên nhiên và đặc biệt là khu vực này còn giữ được cảnh sắc hoang sơ. Khi di chuyển vào rừng bằng phương tiện tắt rán hoặc xuồng thông qua hệ thống kênh chính với hệ thống kênh nhỏ đang xen trong rừng, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, mang đến cảm giác hòa cùng thiên nhiên cho du khách. Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan khu vực nuôi ong lấy mật, tham gia hoạt động dở lợp bắt cá đồng, câu cá cũng rất hấp dẫn vì các loại cá tự nhiên tại đây còn rất nhiều. Nơi đây được biết đến là khu du lịch hướng đến thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. Thì nói cách khác thì du khách đến đây sẽ được tham quan hòa quyện vào cùng với cuộc sống xanh. Thì du khách sẽ được đưa đi tham quan bằng tắt gán hoặc là chèo thuyền, chèo xuồng trên kênh rạch. Sau đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ sinh thái động thực vật đa dạng với nhiều loài chim cò quý hiếm. Bên cạnh thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, thế giới ẩm thực tại đây cũng khá phong phú với nhiều món ăn dân dã, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách cảm giác như được sống lại cuộc sống dân dã đầy thú vị. Điểm tham quan rừng tràm sinh thái Tân Tiến hiện nay là xu hướng của rất nhiều cái du khách là ưa khám phá, tìm hiểu về thiên nhiên. Thì đến đây thì du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn như là cá lóc nướng chui, cá lóc hấp cơm, cá rô nấu kho cháy giác. Thì đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm là tìm hiểu thêm một số cái thảm động thực vật, thảm cỏ thực vật ở trên các cái đoạn đường mà chúng ta gian trong các cái khu rừng. Và đây cũng là một cái điểm dừng chân thuận tiện cho khách tham quan. Hiện tại, các dịch vụ phục vụ khách du lịch như khu vực nghỉ chân cho du khách, khu vực nhà hàng phục vụ ăn uống, các loại phương tiện phục vụ du khách, di chuyển trải nghiệm thiên nhiên trong rừng, dần dần, tại khu du lịch, sinh thái, rừng tràm Tân Tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh và sẵn sàng phục vụ du khách các nơi tìm đến. Với lợi thế thuận tiện giao thông nằm trên tuyến du lịch Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Kiên Giang, cộng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách phương xa khi có dịp đến với An Giang. Thông tin thế rồi cũng đã khép lại chương trình Trên từng cây số sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.